Ở nhà hôm nay thì Kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là ở phút thứ 7 thì Thanh Hóa đã có bàn thắng gỡ hòa trước các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú sút xa của Xuân Cường bị thủ môn Quang Tuấn cản phá, ngay sau đó thì Hữu Dũng căng ngang để Thái Sơn đệm bóng làm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa một đều. Đây là một cái thông tin không được vui khi mà ngay ở sân Thống Nhất thì bên phía Sài Gòn FC đã có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 luôn. Và đây là một cái kết quả đẩy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải xuống hạng nha quý vị. Đó chính là những cái thông tin mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái Hải TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chân trọng chào và hẹn gặp lại.